Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cấu tạo của tủ điều khiển bơm sinh hoạt. Hệ thống bơm sinh hoạt là một trong các hệ thống rất quan trọng của tòa nhà. Vì vậy, người kỹ thuật viên cần phải nắm rõ cấu tạo, cách vận hành của tủ điều khiển bơm sinh hoạt. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là mặt ngoài của tủ điều khiển bơm sinh hoạt được bố trí các thiết bị hiển thị và giám sát. Ba đèn béo pha cho L1, L2, L3 hiển thị cho người sử dụng dễ nhận biết bằng mắt thường khi có sự cố mất pha. Ba đồng hồ hiển thị đo dòng điện. Một đồng hồ hiển thị đo điện áp. Một công tắc chuyển chế độ mạch đo điện áp. Nút nhấn và đèn báo hoạt động trạng thái của bơm start stop, hai đèn báo lỗi của bơm 1 và bơm 2. Khi có xảy ra sự cố thì một trong hai đèn này sẽ sáng. Một công tắc chuyển chế độ man auto hoặc off. Một công tắc chuyển chế độ làm việc của bơm 1 và bơm 2 hoặc off. Tủ điều khiển bơm sinh hoạt bao gồm hai mạch chính là mạch động lực và mạch điều khiển. Trong mạch động lực bao gồm một MCCB tổng 75A, hai MCCB cho bơm 1 và bơm 2, bơm 1 và bơm 2 60A, hai bộ khởi động từ cho bơm 1 và bơm 2, hai ra lây nhiệt dành cho bơm 1 và bơm 2 và hai bộ cầu đấu của bơm 1 và bơm 2. Mạch điều khiển gồm 3 TI với tỷ số biến 100/5A cấp điện cho hệ thống đo đếm, 3 cầu chì bảo vệ cho đèn báo pha, 1 Schneider bảo vệ mất pha ngược pha, relay trung gian cho bơm 1, relay trung gian cho bơm 2, cầu đấu báo mức nước cao hay thấp về bim mét, cầu đấu giám sát bơm về bim mét, cầu đấu nối phao điện bằng phao. Vừa rồi tôi đã giới thiệu và chia sẻ đến quý vị và các bạn cấu tạo của tủ điều khiển bơm sinh hoạt. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.